Và ngày hôm nay, chặng đua cuối cùng của giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Tôn Đông Á với chủ đề Non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng đã được diễn ra và nhà vô địch cũng đã được xác định. Chặng đua cuối cùng từ Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh có lộ trình gần 140 km. Tay đua Lê Nguyệt Minh là người giành chiến thắng ở chặng đua này. Kết thúc giải đấu, Igor Frolov giành cả áo vàng lẫn áo đỏ cho vua leo núi, còn đội Thành phố Hồ Chí Minh của anh giành chức vô địch đồng đội. Tại lễ bế mạc và trao giải chung cuộc, nhà tài trợ Tôn Đông Á cũng đã trao 300 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Tuấn.